Thưa quý vị, chào mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đến thăm chúc mừng Sở Y tế, Bệnh viện Vũng Tàu, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, Bệnh viện Tâm thần Châu Đức, Bệnh viện Quân y 7A, Bệnh viện Quân y 7B, Bệnh viện Quân y 175 Thành phố Hồ Chí Minh và gặp mặt chúc mừng đội ngũ y bác sĩ đang công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tặng hoa và quà, đồng thời chúc mừng cán bộ nhân viên, y bác sĩ của các cơ sở y tế trong và ngoài lực lượng bày tỏ lời cảm ơn những thầy thuốc luôn nỗ lực chăm sóc tốt sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh lãnh đạo bộ chỉ huy quân sự tỉnh mong muốn các y bác sĩ không ngừng học tập rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao